Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị, hôm nay em xin trình bày ca lâm sàng về viêm phổi do vi khuẩn đa kháng kháng sinh ạ. Như mọi người đã biết thì tỷ lệ viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy hiện tại thì càng ngày càng tăng cao. Thêm vào đấy nữa là tỷ lệ nuôi cấy ra vi khuẩn, đồng thời thì vi khuẩn do có tỷ lệ kháng kháng sinh ngày càng cao, trong đó cả đề kháng với cả nhóm các ba bên em. Do đó nó làm tăng lên tỷ lệ tử vong và tăng lên thêm chi phí điều trị cho gánh nặng thêm cho nền y tế. Do vậy mà việc chẩn đoán viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi thở máy và việc lựa chọn kháng sinh là quyết định cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Hôm nay em xin trình bày cái lâm sàng về viêm phổi thở máy. Bệnh nhân nam 65 tuổi, bệnh nhân này là do vào viện vì khó thở. Bệnh diễn biến cách vào viện khoảng 3 ngày, bệnh nhân khó thở tăng dần, không sốt, ho khạc ít tấm trắng. Bệnh nhân tự dùng thuốc xịt hít ở nhà. Sau đó bệnh nhân xuất hiện cơn khó thở dữ dội, tím tái nhiều và bệnh viện phổ nối được chẩn đoán suy hô hấp đặt ống nội khí quản, được sử dụng kháng sinh là ceftriaxone 1 ngày và thuốc giãn phế quản, được chuyển lên A9 an thần thở máy. Kháng sinh sử dụng tại A9 là Rocephin và Avelox. Sau điều trị 10 ngày thì bệnh nhân xuất hiện sốt 39 độ C kèm theo ho đờm vàng nhiều qua nội khí quản, được nội soi phế quản, nhiều mù đục trong lòng phế quản và dịch phế quản cấy ra acetobacter maumani đa kháng. 4 ngày sau đó thì bệnh nhân được rút ống nội khí quản và chuyển lên trung tâm hô hấp. Khám lúc vào trung tâm hô hấp thì bệnh nhân tỉnh, hội chứng nhiễm trùng, sốt 38 độ. Kèm theo SpO2 lúc vào thở khí trời SpO2 80%, phổi thì thông khí giảm nhiều, phổi răn rít răn ngáy răn nổi nhiều hai bên, ho khạc đờm vàng, nhịp thở nhanh, co kéo cô hấp nhiều, mạch huyết áp ổn định. Về tiền sử bệnh nhân này thì bệnh nhân này có hút thuốc lá 30 bao năm, đái tháo đường, đang điều trị thuốc viên, bệnh phổi tắc nghẽn 2 năm nay, đang sử dụng Ultipro và thở máy tại nhà. Bệnh nhân này chưa có tiền sử đặt ống nội khí quản lần nào. 90 ngày gần đây thì bệnh nhân không có tiền sử nhập viện hay không phải sử dụng kháng sinh ạ. Vậy X quang phổi của bệnh nhân được chụp tại khoa A9. Sau 10 ngày điều trị thì bệnh nhân có tổn thương phổi tăng lên và cắt lớp vi tính. Đây là sau 4 ngày, chỉ có lúc đầu thì chỉ có một ít viêm mở bên phổi bên trái kèm theo có giãn phế quản, và X quang sau điều trị 10 ngày thì tổn thương phổi bệnh nhân tăng lên. Về diễn biến của bạch cầu, bạch cầu sau 10 ngày của bệnh nhân là lên 15.000. Bạch cầu lúc vào viện của bệnh nhân là 14.000, nhưng sau đó khoảng 10 ngày điều trị, bệnh nhân bắt đầu sốt và bạch cầu bắt đầu tăng, kèm theo CRP cũng bắt đầu tăng dần. Về khí máu động mạch thì bệnh nhân này vào có một tình trạng toan hô hấp cấp, đang được đặt ống nội khí quản và thở máy. Về các xét nghiệm khác thì bệnh nhân không có biểu hiện gì bất thường. Về cái nuôi cấy dịch phế quản, bệnh nhân cấy ra acetobacter baumannii đa kháng ạ. Về kháng sinh đồ, bệnh nhân gần như là kháng với tất cả các nhóm kháng sinh, trong đó có cả nhóm carbapenem, quinolone, nhóm aminoglycosid. Và bệnh nhân này được làm mix với imipenem, thì lấy mix với imipenem và meronem rất là cao 32, với colistin là 0,25 ạ. Về chẩn đoán của bệnh nhân này vào khoa hô hấp là một cái suy hô hấp, viêm phổi thở máy do Baumannii đa kháng, được cấp bệnh phổi tắc nghẽn và trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 ạ. Về điều trị của bệnh nhân này ở khoa A9 thì được điều trị 14 ngày ở khoa A9, trong đó 10 ngày đầu tiên bệnh nhân được dùng kháng sinh là Rocephin 2g và Avelox. Sau đó thì đến ngày thứ 10 bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sốt 39 độ kèm theo đờm vàng rất nhiều qua ống nội khí quản, thì được chuyển sang Tianam 3g. Lên khoa hô hấp thì tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân vẫn còn, co kéo cô hấp rất là nhiều, tổn thương phổi thì tăng lên và được chẩn đoán viêm phổi thở máy, và ở tại khoa hô hấp đã được đổi ngay lên kháng sinh là meronem và được dùng luôn colistin liều nạp là 4 triệu đơn vị, sau đó liều duy trì là 2 triệu đơn vị mỗi 8 giờ. Về diễn biến của bệnh nhân này, sau điều trị 3 ngày dùng meronem và colistin thì bệnh nhân bắt đầu nhiệt độ sốt bắt đầu giảm dần, sốt khoảng 37 độ 7, 37, 38 độ. Sau một tuần thì bệnh nhân hết hẳn sốt và sau 12 ngày thì tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân ổn định, xét nghiệm bi lăng viêm thì giảm rõ rệt. Đến ngày ra viện là ngày 14 tháng 5 thì bạch cầu bệnh nhân còn 6 ghi alanine với tỷ lệ trung tính là 73,8%. Bệnh nhân này được chuyển về tuyến dưới và điều trị tiếp ạ. Về yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này để mắc vi khuẩn đa kháng, đấy là trên nền bệnh nhân có bệnh mãn tính, bệnh đái tháo đường kèm theo COPD nặng, có thở máy không xâm nhập tại nhà. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng và có đặt ống nội khí quản, và thời gian nằm viện của bệnh nhân này quá 5 ngày. Đối với khuyến cáo điều trị theo như khuyến cáo của Hội hô hấp Việt Nam năm 2017 về viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, đối với các vi khuẩn thường gặp ở trong viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, trong đó có Acetobacter baumannii, thì bệnh nhân nếu như mà đối với trường hợp baumannii còn nhảy với nhiều kháng sinh thì mình có thể lựa chọn nhóm kháng sinh là các ba bên em hoặc là nhóm kháng sinh beta lactam, ức chế beta lactam nếu còn nhảy với các kháng sinh này. Còn đối với những vi khuẩn mà nhảy với nhóm colistin thì mình có thể dùng colistin truyền tĩnh mạch. Đối với không sử dụng colistin đơn độc trong điều trị mà trong trường hợp viêm phổi bệnh viện, viêm phổi bệnh và viêm phổi thở máy, nên kết hợp giữa nhóm
kèm theo nhóm các carbapenem hoặc beta lactam, nhóm ức chế beta lactam ạ. Đối với là vi khuẩn như ở với bệnh nhân này thì có là vi khuẩn kháng các carbapenem trong viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy kháng các carbapenem mà còn nhảy với nhóm colistin truyền tĩnh mạch thì có thể sử dụng colistin kết hợp đường khí dung hoặc là truyền tĩnh mạch, không sử dụng đơn độc colistin mà nên phối hợp với các carbapenem và hoặc là nhóm beta lactam phổ rộng hoặc ức chế beta lactam. Em xin trân trọng cảm ơn mọi người, bài trình bày của em hiện tại là hết ạ.